Từ khoảng 15 giờ chiều 8/1, nhiệt độ xuống thấp cùng mưa lạnh đã bắt đầu đổ bộ đỉnh Phèn Xì Phàn, Sapa, tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 17 giờ, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống chỉ 4 độ, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi và phủ thành lớp mỏng trên khắp khu vực đỉnh, trên sân, chùa và đường đi. Sau 2 ngày tạnh ráo và có nắng, mưa và tuyết bất ngờ đồng thời xuất hiện cùng lúc tạo thành khung cảnh kỳ thú chưa từng có. Mùa đông năm nay, đỉnh Phèn Xì Phàn liên tục xuất hiện băng giá khiến du khách vô cùng thích thú. Đây là đợt tuyết đầu tiên tại đỉnh Phèn Xì Phàn vào ngày đầu năm mới,